Hello, xin chào các bạn. Sau khi đã hoàn thành 25 video ở đợt trước để nói về những kiến thức cơ bản trong tiếng Đức ở trình độ A1, thì ngày hôm nay mình làm video này và chúng ta sẽ bắt đầu với những kiến thức của trình độ A2 các bạn nhé. Và bài đầu tiên ở trong trình độ A2 mình xin nói về đôi của tính từ trong tiếng Đức. Adjective declination. Nếu như các bạn đã học các thứ tiếng ngoại ngữ thì các bạn sẽ thấy có một cái đặc điểm, đó là cái tính từ trong những cái tiếng châu Âu, cụ thể đây là tiếng Anh và tiếng Đức, thì nó sẽ đứng trước danh từ, không giống như tiếng Việt của chúng ta, đúng không? Trong tiếng Việt của chúng ta thì tính từ sẽ đứng sau danh từ, và rất đơn giản, ví dụ chiếc áo màu xanh, tức là đặc điểm của chiếc áo là màu xanh. Tuy nhiên trong tiếng Anh thì các bạn lại phải đảo lên, đúng không? Các bạn sẽ phải nói là màu xanh chiếc áo, the blue shirt. Còn trong tiếng Đức thì cũng vậy, cũng giống như tiếng Anh, các bạn sẽ phải để tính từ lên trước danh từ, và tính từ sẽ đứng giữa mạo từ với danh từ, có nghĩa là chúng ta sẽ có mạo từ này, rồi đến tính từ, rồi mới đến danh từ. Nhưng đặc biệt hơn tiếng Anh một chút, đó chính là trong tiếng Đức các tính từ các bạn sẽ phải chia theo đuôi nữa. Đuôi ở đây là gì nhỉ? Đuôi ở đây chính là phần biến đổi của tính từ khi mà nó ở các cách khác nhau, ví dụ như là nominative, accusative, dative hay là genitive, và phụ thuộc vào giống của danh từ thì cái đuôi này cũng biến đổi. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa chính là khi tính từ đứng sau loại mạo từ nào thì nó sẽ biến đổi như thế nào. Tóm lại thì có bốn yếu tố sẽ chi phối đuôi của tính từ mà các bạn cần nắm được. Thứ nhất, đó chính là giống của danh từ. Danh từ này ở giống đực chung cái, danh từ này ở số ít hay số nhiều, và danh từ này được sử dụng trong câu ở nominative, accusative, dative hay genitive. Và mạo từ sử dụng ở đây là mạo từ gì? Xác định, không xác định, mạo từ sở hữu hay là mạo từ phủ định. Đây là bốn yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xác định được đuôi của một tính từ trong tiếng Đức. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết là mình có thể phân loại những cái mạo từ trong tiếng Đức theo những cái nhóm như thế nào. Chúng ta có thể phân ra những cái nhóm cơ bản như sau. Thứ nhất là mạo từ xác định, bao gồm der, die, das và die ở số nhiều. Thứ hai là mạo từ không xác định, bao gồm ein, eine. Và thứ ba là mạo từ phủ định, kein, keine. Thứ tư là mạo từ sở hữu, mine, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Tất nhiên là những mạo từ mình vừa nêu ra là mình đã nói ở dạng nominative, còn khi mà nó ở accusative, dative hay genitive thì nó sẽ phải biến đổi theo những cách này nữa. Nhưng mà bài hôm nay thì mình chủ yếu tập trung vào đôi tính từ thôi, cho nên mình sẽ không nói nhiều về mạo từ. Các bạn nhớ nhé, có bốn nhóm chính là như vậy. Và trong bài về đôi tính từ của mình thì mình sẽ phân làm ba bảng: đuôi tính từ tính theo mạo từ xác định der, die, das, và đuôi mạo từ tính theo mạo từ không xác định ein, eine và kein, keine. Đuôi tính từ khi mà nó không có mạo từ thì nó sẽ có dạng như thế nào? Tất nhiên là các bạn có thể tìm thấy những kiến thức này ở rất nhiều nơi trên mạng internet, trong các sách học. Nhưng bài ngày hôm nay mình sẽ cố gắng giúp các bạn cô đọng và đưa ra những cái mẹo để cho các bạn có thể nhớ được đuôi tính từ một cách chính xác nhất để làm bài và để sử dụng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bảng đầu tiên, đó chính là bảng đuôi tính từ sau mạo từ xác định der, die, das và die ở số nhiều. Ngoài những mạo từ là der, die, das được tính trong nhóm mạo từ xác định thì còn có những mạo từ sau đây cũng được tính là mạo từ xác định. Thứ nhất là dieser, dieser, dieses, dieser. Những mạo từ này có nghĩa là cái này, có nghĩa là bạn trỏ vào một cái sự vật, sự việc còn gần bạn hơn nữa, cả hơn cả der, die, das. Ví dụ như mình muốn nói cuốn sách này thì mình sẽ nói là dieses Buch. Mạo từ thứ hai cũng được tính trong nhóm xác định này, đó chính là jeder, jede, jedes.
Và ở số nhiều thì chúng ta có mạo từ alle, tất cả. Manche, manche, manches, manche. Mạo từ này có nghĩa là như thế, cái như thế, hoặc những người như thế, những cái như thế. Nhóm này cũng được tính vào nhóm mạo từ xác định các bạn nhé. Tức là khi mà tính từ đứng sau những cái mạo từ như thế này thì các bạn sẽ phải tính nó vào nhóm là đuôi tính từ sau mạo từ xác định và chia theo cái bảng này. Trên màn hình thì các bạn đang nhìn thấy bảng biến đổi của đuôi tính từ ở sau mạo từ xác định. Thì các bạn nhớ nhé, chỉ có hai đuôi thôi là đuôi E và đuôi EN. Bảng này rất là dễ. Các bạn nhớ là chỉ có hai đuôi E và EN. Rồi các bạn có thể nhìn thấy đuôi E được sử dụng ở nominative với tất cả các giống der, die, das đều có đuôi là E. Ở accusative, ở dative, genitive và số nhiều thì đuôi tính từ sẽ là en. Mình lưu ý ở đây accusative chỉ áp dụng đối với masculine nhé các bạn, tức là danh từ giống đực thì đuôi của tính từ sẽ là en. Các bạn cứ liên tưởng là khi mà ở accusative thì mạo từ der phải chuyển thành den, thì các bạn cứ nhớ là đuôi của tính từ cũng là en đối với danh từ giống đực. Còn đối với danh từ giống cái và giống chung thì các bạn nhìn trên cái bảng này các bạn thấy là nó cũng giống như ở nominative, tức là đuôi e. Mình sẽ lấy ví dụ Der nette Mann, die schöne Frau, das süße Kind. Các bạn thấy tất cả đều là đuôi e được chia theo sau tính từ khi mà nó ở nominative. Sang accusative thì chỉ có danh từ giống đực là biến đổi thôi, ví dụ như là den netten Mann. Sang số nhiều thì các bạn sẽ có là die netten Studenten, die netten Männer. Đối với dative và genitive thì ở tất cả các giống số ít hay số nhiều các bạn đều có một đuôi là en. Dem netten Mann, der schönen Frau, dem süßen Kind, den netten Männern, den netten Studenten. Rất là dễ phải không các bạn? Như vậy là chúng ta đã xong một cái bảng rồi, bảng đuôi tính từ sau mạo từ xác định. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bảng thứ hai nhé. Bảng thứ hai chính là đuôi của tính từ sau mạo từ không xác định. Nhóm này gồm có mạo từ ein, eine và mạo từ sở hữu mein, dein, sein, ihr, vân vân. Nhưng chỉ ở số ít thôi các bạn ạ. Ở mạo từ sở hữu thì tiếng Đức hơi đặc biệt một chút là người ta lại chia ra làm đôi. Các bạn phải nhớ nhé. Đối với số ít thì đuôi của tính từ sau mạo từ sở hữu sẽ tính theo bảng không xác định. Còn đối với số nhiều thì người ta sẽ tính theo mạo từ xác định. Có nghĩa là ví dụ các bạn nói những sinh viên đáng yêu của tôi thì các bạn sẽ phải nói là meine netten Studenten, meine netten Studenten, net và chúng ta sẽ phải thêm đuôi en. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn xem là đuôi của tính từ trong bảng mạo từ không xác định này sẽ như thế nào nhé. Nó phức tạp hơn bảng phía trước một chút các bạn ạ, nó nhiều đuôi hơn cần phải nhớ. Bây giờ mình sẽ chia ra là ở số ít thì các bạn sẽ có đuôi er, e, es và en. Các bạn có đoán được là đuôi er sẽ dùng trong trường hợp nào không? Chúng ta sẽ dùng đuôi er trong trường hợp nominative masculine, tức là ở nominative và danh từ là giống đực. Ví dụ, ein netter Mann. Ein netter Mann. Thế các bạn hãy liên tưởng, ví dụ như là danh từ giống đực thì các bạn biết mạo từ xác định của nó là der, đúng không? Mạo từ là der, er. Thì bây giờ đuôi của tính từ cũng sẽ có liên quan đến chữ er. Ein netter Mann. Đuôi e thì các bạn sẽ dùng cho danh từ
giống cái. Eine schöne Frau, die kết thúc bằng e, thì bây giờ chúng ta cũng có e là đuôi tính từ. Eine schöne Frau. Còn es, các bạn có đoán được không? Đúng rồi, danh từ giống chung. Das. Das kết thúc bằng s, thì bây giờ đuôi của tính từ ở mạo từ không xác định cũng sẽ kết thúc là s. Ein süßes Kind. Ein süßes Kind. Das Kind, thì bây giờ đuôi tính từ sẽ là s. Ein süßes Kind. Đó là ở nominative. Sang accusative thì chỉ có đuôi của danh từ ở giống đực là biến đổi thôi. Bởi vì sao? Các bạn có nhớ bài cũ không? Mạo từ xác định der sẽ chuyển thành den khi ở accusative, thì đuôi của tính từ cũng thế, sẽ là en. Einen netten Mann. Einen netten Mann. Còn đối với giống cái và giống chung thì nó vẫn giống như là nominative, tức là đuôi e và đuôi es. Ở dative và genitive số ít thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để xử lý, bởi vì tất cả được chung hay cái đều là en. Einem netten Mann, einer schönen Frau, einem süßen Kind. Số nhiều thì sẽ có ba đuôi. Thứ nhất, ở nominative và accusative thì đuôi sẽ là đuôi e, junger Menschen. Còn sang dative thì sẽ là đuôi en, jungen Leuten. Đối với genitive thì các bạn sẽ có đuôi là er. Mình lấy ví dụ như là thói quen của những người trẻ tuổi. Và ở đây thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ, chỉ là số nhiều thôi. Thì chúng ta sẽ nói là Die Gewohnheiten junger Menschen. Die Gewohnheiten junger Menschen. Đó, các bạn thấy ở đây là đuôi er này sẽ thể hiện cái sự sở hữu, tức là thói quen của người trẻ tuổi. Như vậy là chúng ta đã xong bảng thứ hai là bảng đuôi tính từ sau mạo từ không xác định rồi. Nhóm này gồm có ein, eine, mein, dein, sein, ihr, tức là mạo từ sở hữu ở số ít. Các bạn nhớ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng cuối cùng, đó chính là đuôi của tính từ khi mà không có mạo từ. Bảng này thì nó phức tạp lắm các bạn. Mới nhìn qua thì mình cảm thấy rất là hoảng hồn, sao mà nó nhiều đuôi thế. Nhưng mà có một cái mẹo rất là hay để học cái bảng này, đó chính là đuôi của những tính từ trong bảng này hoàn toàn trùng với đuôi của mạo từ xác định theo các cách nominative, accusative, dative và genitive. Chỉ có một điểm chú ý là ở genitive thì đối với danh từ giống đực và danh từ giống chung thì nó không giống như là mạo từ xác định là der và das chuyển thành des, mà nó sẽ có đuôi là en. Mình sẽ lấy ví dụ sau, các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. Trên màn hình thì các bạn cũng đang nhìn thấy cái bảng này rồi. Bây giờ mình lấy ví dụ là schöner Mann. Ở nominative thì các bạn sẽ phải để là er, schöner Mann. Và sang accusative thì các bạn cũng phải biến đổi là schönen Mann. Sang dative thì các bạn sẽ có là schönen Mann. Và ở genitive thì các bạn sẽ là schönen Mann. Ví dụ như hành lý của người đàn ông đẹp trai thì chúng ta sẽ là Das Gepäck schönen Mannes. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là khi nào thì chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ như thế này. Thì mình cũng xin nói là cái trường hợp này rất là ít. Chỉ dùng khi mà các bạn viết một cái mẫu Anzeiger, tức là một cái mẫu tin quảng cáo. Ví dụ như quảng cáo cho thuê căn hộ này, quảng cáo bán nhà, quảng cáo tìm bạn chẳng hạn. Những cái mẫu Anzeiger thì người ta sẽ không dùng mạo từ để rút ngắn số lượng chữ ở trên mẫu tin. Chính vì thế mà khi đó các bạn sẽ có cái trường hợp là bạn phải sử dụng là tính từ mà không đứng sau một cái mạo từ nào hết.
Trường hợp thứ hai đó chính là những cái Schlagzeilen, tức là những cái tít, những cái tiêu đề báo, thì người ta cũng sẽ giản lược hết, bỏ hết những cái mạo từ đi để rút ngắn cái tiêu đề lại, càng ngắn càng tốt, càng cô đọng càng xúc tích càng tốt. Thì chỉ có trong một số rất ít trường hợp như vậy thì các bạn mới dùng đến cái bảng này, tức là bảng đuôi của tính từ mà không có mạo từ đứng ở phía trước. Thì bây giờ mình xin nhắc lại cái mẹo là các bạn nhớ cái đuôi của mạo từ xác định biến đổi như thế nào thì đuôi của tính từ trong bảng này y hệt như vậy. Và chỉ có một chi tiết các bạn cần lưu ý, đó chính là ở genitive giống đực và giống chung thì nó không phải là es mà nó sẽ là en. Mình sẽ lấy ví dụ. Vị của chiếc bánh mới ra lò này thì mình sẽ có là der Geschmack frischen Kuchens. Nếu như các bạn nói là vị của chiếc bánh thì các bạn sẽ nói là der Geschmack des Kuchens, des Kuchens. Nhưng mà bây giờ chúng ta lược cái mạo từ đi, không có mạo từ thì cái từ frisch các bạn sẽ không có phải là frisches mà là sẽ phải là frischen. Der Geschmack frischen Kuchens. Đối với danh từ ở giống cái và số nhiều ở genitive thì vẫn là đuôi er giống như là biến đổi của mạo từ xác định, ví dụ đi trong genitive sẽ chuyển thành der thì ở đây chúng ta sẽ vẫn có là er. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái bảng số 3 này là đuôi của tính từ khi mà không có mạo từ, thực ra thì mình mới nhìn mình rất là choáng váng đúng không? Thấy nó nhiều quá. Nhưng mà nếu như theo cái mẹo này thì các bạn sẽ thấy nó không còn quá khó nữa. Bây giờ thì mình sẽ nêu ra một số cái trường hợp đặc biệt cần chú ý khi mà các bạn học về phần chia đuôi tính từ nhé. Thứ nhất là những cái tính từ mà kết thúc bằng đuôi el, l và đuôi er, r thì các bạn sẽ phải bỏ chữ e đi, rồi sau đó mới thêm đuôi vào. Mình lấy ví dụ như là từ dunkel, dunkel. Thì bây giờ các bạn muốn nói là một căn phòng tối, các bạn sẽ phải nói là ein dunkles Zimmer. Ein dunkles Zimmer chứ không phải là ein dunkles Zimmer các bạn nhé. Mình phải bỏ chữ e đi. Và từ thứ hai ví dụ như là từ teuer, teuer thì các bạn muốn nói là một chiếc áo sơ mi mắc tiền thì mình sẽ phải nói là eine teure Bluse chứ mình không nói là eine teure Bluse. Các bạn chú ý nhé, eine teure Bluse. Đối với tính từ hoch, cao thì người ta viết là hoch nhưng mà các bạn sẽ phải bỏ chữ c đi, thì sau đó mình mới thêm đuôi vào. Ví dụ như một ngôi nhà cao thì các bạn sẽ nói là ein hohes Haus. Và tính từ khi mà kết thúc tận cùng bằng a thì các bạn sẽ không cần phải chia đuôi. Ví dụ như từ rosa hay từ lila. Ví dụ như một chiếc áo sơ mi màu hồng, các bạn chỉ cần nói là eine rosa Bluse. Các bạn không cần phải chia đuôi của tính từ này nữa. Những từ như là orange, turquoise, màu cam và màu xanh ngọc bích thì các bạn có thể thêm chữ farben và sau đó tiếp tục chia đuôi sau chữ farben. Ví dụ như là một chiếc áo màu cam, mình có thể nói là eine orangefarbene Bluse. Một chiếc áo màu xanh ngọc, ta có thể nói là eine türkisfarbene Bluse. Đối với những người mới học tiếng Đức thì đuôi của tính từ là một mảng rất là đau đầu. Chúng ta cảm thấy là nó rất là khó nhớ và khi mà nói thì chúng ta thường xuyên mắc lỗi. Vấn đề thứ nhất là chúng ta không nhớ được giống, thứ hai là chúng ta không kịp xác định được nominative, accusative, dative hay là genitive. Và kể cả khi xác định được thì mình cũng phải mất thời gian để mà mình suy nghĩ là ồ nó là cái đuôi gì nhỉ? Thì chuyện đấy nó xảy ra mình nghĩ là với tất cả những người mà nước ngoài học tiếng Đức, chứ không phải là chỉ một mình các bạn hay là một mình. Mình hy vọng là với cái video này thì các bạn sẽ cảm thấy phần ngữ pháp này nó dễ thở hơn một chút. Và mình cũng lưu ý là để đến khi mà các bạn nói và sử dụng thành thạo thì các bạn cần luyện tập rất là nhiều. Ngày xưa thì mình làm rất rất là nhiều bài tập về mảng này. Và một cái cách nữa để mà các bạn có thể tiếp cận với một nguồn tài liệu khổng lồ về bài tập tiếng Đức đó chính là sử dụng Google. Các bạn hãy vào Google và gõ cụm từ adjective declination hoặc là adjective ending, sau đó các bạn thêm chữ online Übungen thì các bạn sẽ ra hàng trăm website có các bài tập online và có cả lời giải online luôn.
để các bạn có thể làm và luyện tập về cái phần này. Trước tiên là các bạn làm viết, sau đó thì dần dần theo thời gian các bạn sẽ quen gần và nhớ được, đến khi nói thì các bạn sẽ nói rất là tốt. Phần trình bày của mình đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và mong là các bạn đã tìm thấy những thông tin rất hữu ích trong bài giảng của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.